Tay mới bị sao bị chấp ngã vào cái gọi là cái mơ, từ đó làm cho vô minh bị chia lấp. Vô minh chia lấp thì chúng ta sẽ bị cái gì? Vô minh chia lấp thì chúng ta sẽ không thấy được tự tánh ha, chúng ta không thấy được tự tánh. Rồi tiếp theo, tám khó thoát khỏi tám nạn. Như vậy thì là người chúng ta ha, Đức Phật đã liệt cho trong một đời người chúng ta phải trải qua tám kiếp khổ nạn. Tất cả đều là trong vạn vật nào ha. Nếu chúng ta ha, mà không trải qua kiếp nạn nào hết ha, điều đó có nghĩa là phước đức chúng ta rất là sâu dày. Còn phàm phu chúng ta thì thường phải có tám nạn ha. Tất cả các nạn thì quý vị đồng tu có thể tham khảo trên kinh. Tôi chỉ nói lướt qua tiếp. Chín thường bị oan gia trái chủ theo dõi ha. Chúng ta bị oan gia trái chủ, chúng ta bị oan gia trái chủ là sao? Các ông gia trái chủ này là từ vô lượng kiếp ha, cho tới hôm nay chúng ta đã tạo những vệ quỷ vô cùng không được thiện lành ha, để không mắc vào những hiền thích không nhỏ vì sự tích tụ lâu ngày ha, trở thành một nền tảng ha. Đức Phật cũng đã nói với chúng ta không thể xem thường một đốm lửa ha. Vì sao vậy? Một đốm lửa có thể đốt luôn cả khu vực ha. Nên vì vậy mà khi thấy lửa ở đâu là dập tắt tại nơi đó ha. Như vậy thì chúng ta thấy ha, việc chúng ta đã bị oan gia trái chủ làm theo dõi ha. Nếu chúng ta làm những việc thiện lành thì không sao ha. Nhưng chúng ta là chỉ làm việc mà không tốt thì các ông gia trái chủ lại theo chúng ta mà nhất là những người còn tu hành như chúng ta là họ đã bị ông gia trái chủ ha. Ông gia trái chủ là họ theo chúng ta ha, theo dõi chúng ta. Vì sao vậy? Vì họ theo dõi chúng ta, xem thử chúng ta có làm những việc gì xấu hay không ha. Đó là vì thế mà khi chúng ta làm việc xấu, tạo tác nên việc xấu về ở những sao, những đời trước và kiếp trước chúng ta lại làm việc xấu nữa. Nên bây giờ các gọi là gì, trong Phật giáo chúng ta gọi là cộng nghiệp. Từ đó mà cộng nghiệp này sẽ tạo nên cái quả vị, các quả mà họ theo chúng ta để mà họ tìm cách ha, để ngăn ta lại. Còn như vậy thì chúng ta bị ôn gia trái chủ ha, theo. Vậy khi ôn gia trái chủ theo chúng ta thì chúng ta có cách nào để quá giải không ha? Sẽ có bốn cách để chúng ta quá giải ôn gia trái chủ ha. Rất là nhiều cách, nhưng mà tôi lấy ví dụ một cách một. Rất là nhiều cách một. Chúng ta sao? Chúng ta làm việc thiện ha. Chúng ta sao? Chúng ta làm việc thiện là làm việc gì? Chúng ta giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn, còn thấy hoàn cảnh khó khăn, chúng ta giúp đỡ, đó là làm việc thiện. Và Đức Phật rất là tán thán việc mà chúng ta yêu thương và giúp đỡ những người khó khăn hơn chúng ta ha. Khi chúng ta có miếng ăn và ngồi kia rất là nhiều khó khăn và chúng ta giúp đỡ họ thì điều đó oan gia trái chủ họ thấy, họ hiểu được và họ biết được bây giờ chúng ta đã không còn làm việc không thiện nữa, chúng ta đã biết yêu thương giúp đỡ rồi ha, thì ngay lập tức
họ cũng xí xóa ra cho chúng ta những cái món nợ cũ. Tức là có thể là họ cũng xí xóa được cái món nợ nào mà nhỏ nhỏ ha, còn cái món nợ lớn quá thì tôi cũng không chắc ha. Chắc vì sao vậy? Vì nếu mà quý vị có thể thêm thấy được 10, ở ý 10 là quả nào làm thì quả đó phải chịu đó. Cái gì vậy mà có thể là họ xí xóa cho chúng ta những cái việc mà những việc không thiện lành nhỏ nhỏ thì được ha. Cái việc chúng ta làm từ trong quá khứ lớn quá rồi, bây giờ biểu họ xóa thì họ xóa cũng hơi khó đó, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng làm việc thiện là được. Rồi các việc khác nữa, chẳng hạn như hóa giải con gia cái chủ, chúng ta có thể làm chúng ta có thể đi các ngày lỡ, ngày viếng, chúng ta có thể đi đến các nơi tôn lên trang nghiêm, y nghiêm, linh thiêng, để linh thiêng rồi đó anh chị, để cầu phước, tạo phước lành, để anh chị, để giúp họ được có phước phần, họ được sớm được siêu thoát, để không quý phán chúng ta. Đó là cách thứ hai. Chẳng hạn có nhiều cách, quý vị thấy cách nào hay quý vị có thể làm theo ha. Tôi chỉ nói một vài cách để mà chúng ta có thể quế giải con ghe trái chủ, ăn ghe trái chủ này. Mười, không có một pháp nào ngăn được những pháp hữu lậu. Đức Phật đã nói với chúng ta pháp hữu lậu là pháp mà có thể diệt và cũng có thể không diệt. Vì là pháp hữu lậu nên có thể thay đổi. Như vậy mà không có một pháp nào ngăn được những pháp hữu lậu, vì sự thay đổi này là không thường trụ, trong khi đó pháp của ta lại là thường trụ, nên không thể ngăn ha. Quý vị đồng tu có hiểu chỗ này ha, nên hiểu chỗ này, hiểu được nghĩa lý chỗ này ha. Không thường trụ là ở chỗ này. Tiếp theo 11, tất cả chúng sanh phàm phu chúng ta chưa thoát được nhân ba đường ác ha. Vì sao thế? Vì trên kinh Địa Tạng hôm trước tôi đã giảng kỹ ha. Kinh Địa Tạng hôm giảng kỹ, các chúng sinh hầu như là rơi vào ba đường tam ác đạo, sau đó là quay lại làm người ha. Chúng ta lại quay trở lại làm tam ác đạo, cứ như thế mà tiếp tục. Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tạm dừng 2 phút. Xin cảm ơn.